má Tư tới đó nha. Chào má Tư. Con chào má Tư. Ôi bữa nay má Tư có cái gì trên trước ngực đẹp dữ vậy má Tư? Cẩm thạch quá. Má Tư thăm kỳ kỹ. Ở đây là bé Đạt nè mọi người ơi. Bé Đạt nè. Ờ thì bây giờ má Tư sẽ vô. Đó. Từ này đến thập hương cho chú Năm đó nha. Có cái bật lửa không? Kiếm như thuốc. Có thuốc mà. Đây con cá là má. Cho con bấm điếu đi. Dạ. Má Từ biết là chú Năm thích thuốc cả nha. Nên là má Từ đốt cho chú Năm một điếu thuốc. Số mới chịu. Trước năm là hết thuốc ba số á cả nhà. Còn uống ba số. Thứ hai vẫn trái là chịu nghe. Dạ. À. Tạm đi. Khó quá. Má Từ trò chuyện với Tri Kỷ nha. Dạ. Con cảm nha. Chịu kéo rồi. Làm sao đây con sẽ cố gắng con mua bài số con đến con cúng. À, nó từ đang sờ tượng của chú Năm. Bên má Tư có mưa không? Ở chợ má mưa nhưng mà dạ. Nó vừa dứt xong cái má đi về. Dạ. Nãy có coi lon lai chiên đi Hải. Dạ. Lên mỏ. Má Tư chụp không? Con chụp cho. Má Tư chụp không? Chụp hình không? Con chụp cho. Thôi mất chụp. Nó đứng chưa đủ rồi. Dạ. Má về. Dạ. Bốn nào cũng được bật lên thử là cũng đó. Cái nữa còn cái nào đó giờ vậy cũng được rồi. Dạ đúng rồi, cũng như là sáng rồi đó.
đèn sáng là bên trái. Trời cái này là má cho thợ thiết kế làm chứ ai. Dạ. Nguyên căn nhà này một mình má làm đó. Trời 4 tháng đó. Dạ. Con qua nhà má với cái nhà này cái cửa giống nhau. Giống nhà đó. Dạ. Vậy là sơn màu cũng giống luôn hả má Tư? Màu giống luôn, tại vì má với cậu là màu xanh, mà xanh là lạnh, là tính tiếp. Yeah. Thủ Đức cũng vậy luôn, lúc còn nhà, nếu mà còn cái căn Thủ Đức là cũng màu đó luôn đó. Cũng màu luôn. Mà cái ngói trên Thủ Đức, con biết cái ngói nhà trên Thủ Đức đó là má phải đặt. Yeah. Má phải đặt cái gì mà cái màu giống màu khám đó con. Yeah. Chứ cái công ty nó không có. Yeah. Là bao nhiêu năm rồi hả má Tư hả? Cái nhà này là 2005, còn cái nhà ở trên Thủ Đức là 1990, không nhớ còn khoảng chừng 94, 95. Vậy là nhà này 18, 19 năm hả? Thì khi nó mở đường vô đó, hồi xưa là 215 xịt 1. Dạ. Mở đường vô nó đổi ra 54. Dạ. Thì hồi xưa có cần chơi này thôi con. Dạ. Rồi sau này khi giờ vô đó, cậu hiến đất luôn, cậu không có không có yêu cầu nhà nước bồi thường. Dạ. Rồi mới xây lên thêm 2 tấm cây nữa đó. Xây thêm xong. Ừ. Thì con đập hết, con đang lầu đập hết, chỉ còn cái khung thôi. Má ơi quá, má mới nghỉ 4 tháng, má tôi mới làm cái này. Dạ. Thợ nó làm, còn xây dựng nó làm. Gạch này má cũng đi, hầu như là từ cái bóng đèn, từ cái cửa, từ ổ khóa, từ cái gì là cùng mình má. Nói chung là tất cả đều là má. Chỉ mướn người ta xây thành phần thô thôi. Dạ. Còn thợ đến thiết kế là má Tư. Ờ, má thiết kế, má đi mua cái nhà xa, cái mấy nhà đẹp. Dạ. Chắc cũ. Dạ dạ. Bây giờ coi là đó là cũng hết 4 tháng mà cậu giờ vô đây là đến ngày 8. Dạ. Ngày 8 2004. Dạ. Là chuẩn bị bước qua vô đã ở có 3 ngày sau là sinh nhật của cậu ăn tân gia luôn. Dạ. Là chấm điểm 2005. Lúc này má Tư có hay nằm thấy cậu không má Tư? Dạo này ít thấy. Dạ. Lúc mà tụi Linh chuyển. Dạ. Có khán giả hỏi về cái này má Tư, bắt ngầm mắt được ra lâu rồi thì ông Loan Thanh để cái máy cùng kinh nó tốt không má Tư ha? Tốt chứ. Quá tốt. Đúng rồi. Dạ. Bên bên nhà má em má mất cũng để 2 năm mất. Dạ. Để cho các bạn nghe kinh nghe kệ được. Có nhiều khán giả vô thắp hương đó nói là chị Hồng Loan cũng quá tuyệt vời, mất lâu rồi nhưng mà vẫn đại máy nghe kinh. Ba Tư thấy mà chú Năm có linh không? Quá linh, thấy linh quá chứ. Bây giờ đó, là nhiều người đang mà phải trả giá đó. Ba Tư thấy không? Linh cực kỳ luôn. Dạ. Linh đó là linh. Hôm nay má Tư mặc cái áo chợ hả má Tư? Áo này em có bị chợ. À còn để ý áo nào mà có cái túi á. Có túi. Là áo chợ cờ. 25 ngàn. À còn cái áo nào có cái túi á là áo mai. Ngày mai là cát. Dạ. Con bữa nay con thấy cái này của má Tư đẹp này. Đó, đó đúng rồi. Ô má đeo liên tục, má đeo đồng bộ. Dạ. Ví dụ chiếc vòng màu này thì cái mặt cái màu này. Dạ. Có khán giả hỏi trên kênh còn rất là nhiều, má Tư hỏi cái giá cẩm thạch gì tầm trung đó. Thật sự con không biết giá, con nói là khán giả nếu mà tầm mua, trung thì cái giá cuối cùng rẻ nhất là 1.500.000. Dạ. Còn mắc nhất thì nó tùy giá. Dạ. Nó tùy giá. Nhiều khi con không biết trả lời nó thôi, vì cô chú anh chị mình qua trực tiếp gặp má Tư thì nó sẽ dễ hơn. Dạ. Rồi chú Năm chịu hút thuốc rồi đó, thấy không? Chịu ai? Chịu qua đốt lần phải chịu hút. Chịu à? Ôi, có con bữa nay. Bây giờ mới tư qua uống cơm cho chú Năm. Chú Năm ơi, tần suất